Xin chào cả nhà, hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một con bếp ga full chức năng mặt men nha. Mà con này đến với thương hiệu là Paloma BA360WA. Con này trắng tinh rất là đẹp nha mọi người. Ngoài hình của em nó còn rất là đẹp nè, nhẹ nè. Tương đối đẹp, dày nha. Rồi trên mặt của em nó này, đây nha mọi người, trắng tinh luôn. Nhưng mà dở kiềng lên nó có dấu cắn kiềng, nhìn kỹ là thấy nè nha mọi người. Có dấu cắn nhẹ gì đấy. Sờ khó thấy đây. Vết cắn nè, vết chày nè, chứ vết chày nè, đây có vết chày nữa nha. Em, mọi người nếu mà quan tâm thì theo dõi là em có chỉ mấy cái vết chày nè, không vết chày nè. Còn nói chung là tương đối đẹp, nó có chày nhẹ thì không tránh chữ bếp cũ thì nó không tránh chứ. Cái chày của anh nhẹ, tài sắc nhẹ, vỉ inox, vỉ nướng, khay nướng, vỉ inox, lòng còn rất là mới luôn, lò nướng còn rất là đẹp luôn. Rồi con này tương đối hoàn thiện, nó đóng hoàn cảnh nè. Trong đồ của em nó là rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là bếp ga nội địa Nhật thì nó có ngoại hình chày xước là nhiều, chứ còn ở trong ruộng nó là tương đối đẹp nha mọi người. Bên em là hàng tiễn không, chứ còn là hàng mà em không có bán mấy cái hàng mục nha. Rồi em sẽ test bếp cho mọi người xem nha. Bếp ga nội địa Nhật con nào em cũng bảo hành 1 năm nha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm, có gì trục trặc em chịu trách nhiệm. Rồi lửa nè, lửa lên đều. Riêng bếp ga nội địa Nhật thì con nào nó cũng già, lò nướng nó hai tầng lửa nha. Và bếp của chức năng thì con nào lò nướng nó hai tầng lửa nha mọi người. Đây lò nướng nó hai tầng lửa là thế này, công chức năng là vậy. Vị nướng thì nằm giữa hai tầng lửa trên và dưới nha, cho nên là nấu là rất là đều, rất là hay. Còn lửa đó nè, em xin thưa là mở lửa lớn nhỏ cho mọi người xem nè. Mọi người lửa lớn kiểu này thì bình ga bao lâu mới đủ. Nhưng thiệt tình là bếp ga nội địa Nhật này nó rất là tiết kiệm ga nha, hạ xuống nó như gần tắt nha. Hạ xuống thì mọi người không thấy cảm giác, không thấy nó cháy đâu, nhìn xa là không thấy nè. Hạ xuống hạ lên. Thầy con bếp ga nồi điện thì mình hạ cần ga nên mình bấm thì nó tự lên nha mọi người. Đấy, cần ga nó sẽ tự nhảy lên nè, nó gãy lên nước giữa của nó, còn mình muốn tăng thì tăng hết ha. Nên cô chú chị mình nhiều lúc nữa sao lại ga lửa là lớn vậy, nhưng mà mình hạ xuống ha, rất là nhỏ luôn, được lên nó lên nè, rất là đẹp, lửa rất là đẹp nha. Nguyên bếp của nó là về là nó xài ga công nghiệp, lửa rất là lớn, rất là đỏ nha mọi người. Và đây mình phải chỉnh lại nha. Rồi tiếp tới thì em sẽ test cái chức năng hẹn giờ của cái lò nướng nha. Trước tiên là em hẹn giờ của lò nướng, mình muốn bấm xuống bấm lên là cộng với trừ thôi nha mọi người, đơn giản thôi. Thì sau đó thì em sẽ test chức năng là ngắt ga khi gió thổi tắt bếp nha. Thì gió thổi tắt lửa nó ngắt ga khi tầm khoảng là 10 giây là sẽ ngắt ga nha. Con này thì nó còn dơ này nha mọi người, nó đỏ này là nó dơ, nó dơ. Mình bỏ cho nó cháy hết cái bếp bẩn đó thì nó sẽ cháy đều lên lại, nó xanh nha. Vô.
Rồi con này nó sẽ ngắt ra để nha mọi người, nó ngắt ra thì nó sẽ tắt cái đèn này và nó sẽ báo tiếng kèn. À, rất là an toàn luôn, trong khoảng thời gian mấy giây là nó sẽ tự ngắt, chống cháy nổ rất là an toàn nha mọi người. Rồi cái chức năng hẹn giờ nó đã hết rồi nè, lò nướng nó đã hết rồi. Cái lò nướng thì mình bỏ cái chức năng ngắt ra khi gió thổi tắt nha, trong lò nướng thì không khi nào nó tắt được. À, tiếp tục thì em sẽ hẹn giờ con bếp bên này nha. Cái đồng hồ này nó xài chung ba cái bếp nha mọi người, hai cái bếp và lò nướng, hai cái bếp lại nằm hai bên, cái lò nướng lại nằm chính giữa đây. Thì mình chỉnh cái bếp nào thì mình sẽ bấm nó nhảy qua cái đèn đó. Thì sau đó thì em sẽ thổi tắt cái bếp bên này. Bếp này nó còn dơ cái này nha mọi người, nó đỏ cái này nó dòn dính nó. Cái dơ cho nó đỏ, lửa có riêng của nó là đỏ nó sẽ chết nháy thôi chứ nó không có đỏ vậy được. Và còn cái chức năng này, cái chức năng ngắt ga khi nước ăn rồi thì nó sẽ tự tắt bếp nha. Thì chức năng này test nó rất là lâu nha mọi người, chúng ta mất mấy phút trong thời gian của mình thôi. Mọi người cứ yên tâm, khi con bếp nào em cũng bảo hành một năm cho nên là rồi con này đã ngắt ga nha mọi người. À, rất là an toàn luôn. Rồi con bếp cái này nó cũng hết thời gian hẹn giờ luôn rồi nè. Nó hoạt động rất là tốt. Thì em sẽ hẹn giờ con bếp bên này. Có nghĩa là cái con này, em nói cho cái con này thì nó hoạt động rất là ok. Khi nào nó không hoạt động, nó không ngắt á, thì con này là bật lửa lên là nó tự tắt nha, nó không có cháy đâu. Lửa nó không lên, nó lên là nó tắt liền. Thì con đó nó hết hoạt động. Và em cũng xin giới thiệu thêm nè, chức năng của nó nè. Này nó còn cho chức năng 3 giây nè. À, mình bấm mình giữ cái đèn lên thì nó sẽ sáng hẳn cái đèn này lên, tất nhiên là nó giữ lửa lớn liên tục nha. Chức năng đó là dùng để mình rang nướng những cái vật gì cứng nha mọi người, thì nó sẽ giữ lửa lớn liên tục, mình bấm giữ khi nào cái đèn nó sáng hẳn lên. Và cái chức năng 160, 180, 200 độ tùy theo mình chỉnh nhiệt độ để mình chiên sầu nấu cho nó nhẹ lửa xuống nha. Cái bình thường mình để theo lửa rất là lớn, 200 mấy độ là nó mới hạ lửa, cho nên nó dùng cái chức năng 160, 180, 200 độ. Rồi con này đã hết thời gian hẹn giờ luôn rồi nè. Rồi còn cái chức năng con bếp này nữa, em giới thiệu chức năng bếp này nữa nè. Nè này, nấu nước, nấu cơm và luộc rau nữa nè. Cái chế độ luộc rau là nó nhảy qua hẹn giờ nha mọi người. Đấy, nấu nước, nấu cơm, chính giữa nấu cơm, dưới nấu nước, trên là luộc rau. Thì cái tiếng dịch em dịch ra là như vậy. Rồi sau thời gian tắt bếp rất là ok luôn, con bếp này còn rất là đẹp. Thì em xin báo giá con này, con này mã số là BA360VKA, sản xuất tháng 4 năm 2017. Con bếp này là em bán với cái giá là 4.3 triệu nha mọi người. Nó rất là đẹp luôn, không chẳng tin nha. Rồi à, nãy em cũng quên chỉ nè, còn cái dấu chày nó cũng có mặt này nha mọi người. Đây đấy, cái dấu chày nhưng mà rất là nhẹ thôi cho nên cũng không quan tâm lắm. Thì con nào nó cũng phải có chày ít chày nhiều, ít có con nào mà không chày. Thì con nào không chày thì cái giá nó cao hơn một tí, còn con này nó nói chung là chày ít, còn nó còn tương đối đẹp. Thôi à, em cũng xin giới thiệu cửa hàng của em. Thì nằm tại đường Thân Nhân Trung, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ai mà gần cửa hàng tới cửa hàng mua trực tiếp thì em sẽ giảm giá trực tiếp là 200.000 tiền ship nha mọi người. Em trực tiếp là em giảm 200.000 cái tiền đóng gói với tiền ship. Còn những ai ở xa thì có cọc thì em sẽ chuyển bếp đi nha. Em nhận xin cuối toàn quốc có cọc. Rồi em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người yêu hàng nội địa Nhật và tin dùng sản phẩm bên em. Hẹn mọi người video lần sau.